Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nhung đã quay trở lại đây cùng với các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới. Nào, đầu tiên chúng ta có nechu ga takasugiru, tức là sốt thì quá cao. Cho nên là chúng ta sẽ nói gì với bạn này nào? Biyuin ne itta hoga ii desu. Biyuin ne itta hoga ii desu. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là hoga ii desu là gì. Cấu trúc chúng ta có là veta hoga ii desu hoặc là venai hoga ii desu. Ý nghĩa của nó sẽ là nên làm về hay là không nên làm về. Và cách dùng của nó chính là dùng để khuyên ai đó nên làm gì đó hay không nên làm cái gì đó thì mới tốt cho họ. Ví dụ như lúc nãy là vì bạn này sốt quá cao cho nên chúng ta đã khuyên bạn đó là biuine itta hoga ii desu, đó chính là nên đi tới bệnh viện. Điều này thì tốt cho bạn này. Nào, ở đây thì chúng ta có chikareta toki, khi mà mệt rồi thì nên làm gì nè? Có phải là nên ngủ sớm không? Nên ngủ sớm chúng ta sẽ nói là hayaku neta hoga ii desu. Hayaku neta hoga ii desu, nên ngủ sớm. Karada ni warui desu kara, vì nó không tốt cho sức khỏe, không có tốt cho cơ thể mình, cho nên là mới khuyên bạn này hãy bỏ thuốc lá đi. Tabako suwanai hoga ii desu. Tabako suwanai hoga ii desu, có nghĩa là không nên hút thuốc lá. Atama itai desu, tôi đau đầu quá đi. Cha, kusuri o nomimasu sẽ chia như thế nào để đi với hoga ii desu nào? Atama ga itai desu. Cha, kusuri o nonda hoga ii desu, tôi đau đầu quá đi. Vậy thì bạn nên uống thuốc. Còn ở đây thì là kino kara nechu ga arun desu, từ hôm qua thì tôi đã sốt rồi. Cha, ofuro ni harimasen, và đi với hoga ii desu. Vậy chúng ta sẽ chia như sau. Cha, ofuro ni hairanai hoga ii desu. Kino kara nechu ga arun desu. Cha, ofuro ni hairanai hoga ii desu, từ hôm qua thì đã sốt rồi. Thế thì không nên tắm bồn, vì điều đó không có tốt cho sức khỏe của mình, đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ làm thêm bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể luyện tập được rõ hơn là veta hoga ii desu và venai hoga ii desu. Hey, minasan, sayonara, matai, maso.